One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Không phải Sergei Shoigu, cũng không phải Dmitry Medvedev. Người phụ nữ này mới là người quan trọng nhất đối với Putin và với nước Nga. Khi 17.500 lệnh trừng phạt và cấm vận về kinh tế, chính trị, ngoại giao, xã hội không thể nào đánh gục được nước Nga, người Nga đã vinh danh bà. Chính bà là người đã lèo lái con tàu kinh tế Nga, vượt qua gần 18.000 lệnh cấm vận ngặt nghèo nhất của phương Tây. Bà cũng chính là kiến trúc sư định hình nên nền kinh tế Nga trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Chính bà là người đã xây dựng các phương án để đối chọi lại tất cả các đòn trừng phạt về kinh tế và tài chính nhắm vào Nga. Không nổi tiếng, cũng chẳng tai tiếng, nhân vật này không có những bài phát biểu hùng hồn, những tuyên bố đanh thép như Dmitry Medvedev, cũng chẳng được truyền thông nhắc tới như một phần trong đối sách của nước Nga với học thuyết Hai Sergei. Thế nhưng, sự xuất hiện của bà là minh chứng cho một nước Nga mạnh mẽ với những thực tế khó tỉ nhất, được xem là người chèo lái con thuyền kinh tế nước Nga thoát khỏi những thảm họa kinh tế tàn khốc nhất. Bà chính là người bảo hộ cho pháo đài kinh tế Nga trước cơn bão trừng phạt cấm vận khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Đó là Elvira Nabiulina, người hùng trong bóng tối của nước Nga. Chào mừng đến với Battlecry khám phá và chuyên mục nhân vật. Thuyền trưởng kinh tế. Không tuổi thơ đặc biệt, cũng chẳng có biến cố cuộc đời. Nếu bạn đang tìm một người đại diện cho nữ quyền với những trầm nguồn cũ dích, hãy đến với Hollywood. Còn nếu bạn muốn biết thế nào là sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, thì hãy đến với Nabiulina. Sinh năm 1963 tại Baskiria, một nước Cộng hòa Xô Viết tự trị bên trong Liên Xô và nước Nga sau này. Nếu lần đầu nhìn thấy bà, bạn sẽ có cảm giác đây là một con người đơn điệu. Người ta hiếm khi thấy bà bộc lộ cảm xúc của mình trong các bài phát biểu hoặc phỏng vấn. Vậy nhưng đó không phải là sự nhàm chán, mà là sự bình tĩnh đến đáng sợ trước những nghịch cảnh khó khăn nhất. Elvira Nabiulina, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga kể từ năm 2013, được ghi nhận là người đã củng cố đồng rút và khả năng phòng thủ của Nga trước các lệnh trừng phạt toàn cầu, hai lần chèo lái con thuyền kinh tế nước Nga thoát khỏi viễn cảnh tận thế, là người hiếm hoi khiến đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ mình nhờ giúp đỡ. Cơn sóng dữ trừng phạt mà phương Tây tạo ra trở nên bình thường tới lạ kỳ trong con mắt của bà. Nabiulina có nhiệm vụ chèo lái nền kinh tế Nga vượt qua cuộc suy thoái sâu và giữ vững hệ thống tài chính của đất nước. Bà đã giúp đồng tiền của Nga phục hồi ngoạn mục sau khi bị mất giá tới 1/4 giá trị chỉ sau vài ngày cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Ngân hàng Trung ương Nga CBR đã thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn chặn lượng lớn tiền rời khỏi đất nước, sự hoảng loạn trên thị trường và một cuộc tháo chạy tiềm tàng đối với toàn hệ thống ngân hàng. Trong cuộc khủng hoảng lần trước, bà đã biến thảm họa thành cơ hội. Năm 2014, Nga bị rung chuyển bởi hai cú sốc kinh tế lớn. Đó là giá dầu sụt giảm do sản lượng của Mỹ tăng vọt và Ả Rập Xê Út đã từ chối cắt giảm sản lượng. Nó đã làm suy thoái doanh thu dầu mỏ và các làn sóng trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, đồng rúp đã lập tức giảm mạnh. Bà Nabiulina đã từ bỏ các chính sách truyền thống như dành lượng lớn dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ tỷ giá hối đoái, chuyển trọng tâm của CBR sang quản lý lạm phát. Bà đã tăng lãi suất lên 17% và giữ ở mức tương đối cao trong nhiều năm. Thế nhưng đến giữa năm 2017, bà đã xoay sở kéo tỷ lệ lạm phát xuống dưới mức 4%, mức thấp nhất trong thời kỳ hậu Xô Viết. Dưới sự chỉ đạo của bà Nabiulina, CBR tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa. Nó đã cải thiện khả năng giao tiếp, cung cấp hướng dẫn về chính sách, gặp gỡ các nhà phân tích và gửi các cuộc phỏng vấn tới các phóng viên. CBR được coi là đầu não kinh tế chủ chốt của đất nước. Nó thu hút các nhà kinh tế có uy tín nhất từ khu vực tư nhân. Tại hội nghị thường niên tại Saint Petersburg, CBR đã thu hút các nhà kinh tế từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh thành tích về các chính sách tiền tệ, bà Nabiulina còn nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã theo đuổi công cuộc thanh lọc toàn diện ngành ngân hàng.
Nếu Putin là người thu hồi những nguồn lực về cho nước Nga từ tay các nhà tài phiệt, thì Nabiullina chính là người đã biến nguồn lực đó thành đồng rúp. Bởi vì đơn giản, bánh mì sẽ không tự nhiên đến tay người dân, súng sẽ không tự nhiên đến tay quân đội nếu như nguồn lực của đất nước không được sử dụng đúng cách. Nước Nga thời Putin hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của thời Yeltsin, đó là chết đói trên chính nguồn tài nguyên của nước mình. Trong năm đầu tiên làm việc tại Ngân hàng Trung ương Nga, CBR, bà đã thu hồi khoảng 400 giấy phép ngân hàng, đóng cửa 1/3 ngân hàng của Nga, loại bỏ các tổ chức yếu kém, có những giao dịch đáng ngờ. Đây được coi là một cuộc thập tự chinh rất dũng cảm. Vì trước đó, vào năm 2006, một quan chức cấp cao của CBR đã bị ám sát sau khi khởi xướng chiến dịch mạnh mẽ, đóng cửa các ngân hàng, bị nghi ngờ rửa tiền. Sergei Gurdjieff, một nhà kinh tế Nga, hiện là giáo sư tại Sciences Po ở Paris, đã cho biết chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng là công việc của những người vô cùng can đảm. Nabiullina là quan chức cấp cao trong chính quyền Putin suốt 2 thập niên. Bà là cố vấn kinh tế của chính ông Putin trong hơn 1 năm trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng Trung ương CBR vào tháng 6 năm 2013. Bà cũng từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế trong thời gian ông Putin làm thủ tướng. Sofia Donets, nhà kinh tế học tại Renaissance Capital ở Moscow, đã nói: bà ấy rất được tôn trọng trong chính phủ. Trong những năm gần đây, các câu hỏi về chính sách trong lĩnh vực tài chính đều được giao phó cho CBR. Niềm tin này được xây dựng khi bà Nabiullina nỗ lực củng cố nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt kinh khủng của phương Tây, đặc biệt là từ các hình phạt của Mỹ trong một thời gian rất dài. Năm 2014, Mỹ đã loại nhiều công ty lớn của Nga khỏi thị trường vốn hóa của mình. Trong tình cảnh đó, để các công ty và ngân hàng ít bị thiệt hại nếu Washington hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận việc sử dụng đồng USD của đất nước, bà đã chuyển dự trữ của ngân hàng trị giá hơn 600 tỷ đô sang vàng, đồng euro và đồng nhân dân tệ. Trong nhiệm kỳ của bà, dù tỷ lệ USD trong quỹ dự trữ của CBR giảm còn khoảng 11%, từ hơn 40% do các lệnh trừng phạt đóng băng dự trữ ở nước ngoài của CBR, Nga vẫn có đủ dự trữ bằng vàng và nhân dân tệ. Các biện pháp bảo vệ khác chống lại các lệnh trừng phạt bao gồm giải pháp thay thế cho hệ thống SWIFT, hệ thống nhắn tin ngân hàng toàn cầu, thay đổi cơ sở hạ tầng thanh toán để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng trong nước. Các lệnh trừng phạt gần đây của phương Tây đã buộc bà phải từ bỏ những chính sách ưa thích. Thay vào đó, Nabiullina đã nâng gấp đôi lãi suất lên mức 20%, áp đặt kiểm soát vốn để hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi Nga, đóng cửa luôn thị trường chứng khoán và nới lỏng quy định với các ngân hàng. Những biện pháp này đã chặn lại sự hoảng loạn ban đầu và giúp đồng rúp hồi phục. Sự hồi phục đó kết hợp với những sự chuẩn bị trong nhiều năm trên mọi lĩnh vực khác, nước Nga đã dần xoay chuyển tình thế từ nửa sau năm 2023. Vào đầu năm 2023, đã có những dự báo cho thấy nền kinh tế Nga có thể sụt giảm tới 10% hoặc là vỡ nợ. Vô số viễn cảnh xấu đã được vẽ ra. Vậy nhưng thì con số này đã nhỏ dần theo thời gian, từ 10% xuống chỉ còn có 0,2% vào cuối năm 2023. Và sau đó thì thành tăng trưởng tới 2,4% khi kết thúc năm. Với 17.500 lệnh trừng phạt và khoảng 285 tỷ đô đang bị đóng băng tại nước ngoài, Tổng thống Putin vẫn tự tin tuyên bố rằng vẫn chưa tới lúc người dân Nga phải chọn bánh mì trên bàn hay súng cho tiền tuyến. Nhiều quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực từ các biện pháp trừng phạt và chi tiêu quân sự khổng lồ. Thế nhưng sau đó thì họ cũng phải thừa nhận rằng Moscow đã vượt qua những dự báo đầy u ám. Trong khi đó thì nền kinh tế của nhiều nước G7, các nước không hề tham chiến, thì lại suy giảm ở mức đáng báo động. Ví dụ như nước Anh đã rơi vào suy thoái kinh tế và cả EU đều vô cùng ảm đạm với mức tăng trưởng chưa thể vượt qua 1%. Đây là một sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử kinh tế thế giới. Pháo đài kinh tế. Như mình đã nói ở trên, bánh mì sẽ không tự nhiên đến tay người dân, súng sẽ không tự nhiên đến tay người lính. Thực tế thì để lèo lái con thuyền kinh tế Nga ra khỏi những viễn cảnh tận thế như đầu năm 2023, để rồi có cú quay xe ngoạn mục vào 6 tháng cuối năm, đó không phải là những phép màu,
mà là những sự nỗ lực, sự chuẩn bị trong nhiều năm trước đó. Bà Nabiullina đã chuẩn bị 3 lớp chốt chặn cho nền kinh tế Nga, vừa có khả năng đứng vững và vừa có khả năng phản công trước các lệnh cấm vận. Đầu tiên, hãy bắt đầu với cái tên SWIFT. Thực tế thì vào tháng 3 năm 2022, khi Mỹ và châu Âu loại các ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, người ta không hề thấy được sự biến sắc trên khuôn mặt của bà Nabiullina. Bởi vì đơn giản, bà đã chuẩn bị cho kịch bản này từ tận năm 2014. Chúng ta thường được nghe nhiều về sự đáng sợ khi bị loại ra khỏi hệ thống SWIFT. Vậy nhưng sự thực là điều đó chỉ đúng với các quốc gia nhỏ, và việc làm này thì cũng là con dao hai lưỡi. Kể từ năm 2014, Nga đã tự phát triển hệ thống thanh toán riêng có tên là SPFS. Thực ra thì Trung Quốc và Ấn Độ cũng có một hệ thống thanh toán riêng của mình. Như Trung Quốc thì có CIPS, Ấn Độ thì có SMMS. Dù các hệ thống này chưa thể đạt được giao dịch khổng lồ như SWIFT, nhưng nó vẫn đảm bảo việc làm ăn với những đối tác quan trọng của một quốc gia. Hiện nay thì có 159 đối tác nước ngoài từ 20 quốc gia đã tham gia hệ thống của Nga. Nó thì vẫn quá nhỏ so với 200 quốc gia của SWIFT. Thế nhưng có một điều mà báo chí ít khi đề cập tới, đó là việc loại một quốc gia nào đó ra khỏi hệ thống này cũng sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp đang làm ăn với quốc gia đó bị ảnh hưởng theo. Chúng ta đã nghe tới việc Mỹ và EU loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Thế nhưng họ lại quên nói rằng họ mới chỉ loại có 7 ngân hàng tài chính của Nga, trong khi Nga thì có tới hơn 300 ngân hàng trong này, nhiều thứ hai chỉ do Mỹ. Và kể từ tháng 7 năm 2023, Rosenkobank, một trong 7 ngân hàng của Nga bị loại ra khỏi SWIFT, thì đã được kết nạp trở lại. Lý do là vì họ cần phải giao dịch với nước Nga và sẽ chẳng có ai chia miếng bánh kinh tế khi làm ăn với người Nga. Điều này thì cũng đến từ lớp chốt chặn tiếp theo, đó là công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế Nga. Hệ thống thanh toán riêng không phải là điều duy nhất mà nước Nga dùng để đối phó lại với Mỹ và phương Tây. Có lẽ rằng chúng ta đã nghe nhiều về số lệnh cấm vận lên tới con số 17.500 lệnh. Vậy nhưng đã bao giờ các bạn đọc kỹ xem các lệnh cấm vận đó là gì trước? Thực tế thì đa phần các lệnh cấm vận này nhắm tới các cá nhân người Nga, như là bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ. Thậm chí là có cả những cái lệnh cấm vận có cũng như không. Ví dụ như là đóng băng tài sản nước ngoài của các quan chức Nga. Vậy nhưng thì lại không thể tìm được bất kỳ một tài sản nào của những quan chức này ở nước ngoài. Dù rằng truyền thông phương Tây có nói rằng Putin có tài sản riêng lên tới gần 200 tỷ đô được giấu ở nước ngoài, và các quan chức thân cận khác của ông ta cũng vậy, thì vào năm 2014 và năm 2022, khi mà các biện pháp cấm vận phong tỏa tài sản của các nhân vật quan trọng trong chính quyền Nga được công bố, thì phương Tây lại chẳng tìm được bất kỳ một tài sản nào như vậy. Năm 2015, khi được các nhà báo phỏng vấn về việc phong tỏa tài sản nước ngoài, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khi đó đã nói như thế này: "Vì tôi cũng khá đáng trí, nên tôi sẽ rất cảm ơn nếu như họ tìm được số tiền nào đó mà tôi đã gửi ở nước ngoài mà tôi không nhớ ra." Dù lên đến 17.500 lệnh cấm vận, thế nhưng tuyệt nhiên nó lại né xa lĩnh vực xuất khẩu của nước Nga. Lý do đơn giản là vì nước Nga được tái cơ cấu với một nền kinh tế sản xuất mà những sản phẩm của họ phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống và nền công nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể là trong 5 lĩnh vực: lương thực, phân bón, hóa chất, năng lượng và quặng thô. Và họ thì luôn chiếm thị phần khổng lồ trên thế giới. Ví dụ như hiện nay, 20% phân bón trên thế giới được sản xuất tại Nga. Và có thể bạn chưa biết rằng, dù đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng Nga thì vẫn là nhà xuất khẩu phân bón lớn thứ hai cho Mỹ và lớn nhất cho châu Âu. Lượng lúa mì mà Nga xuất khẩu hiện nay cũng đang chiếm tới 25% của cả thế giới. Đó là còn chưa kể tới các nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghiệp trọng điểm, ví dụ như là khí hiếm cho chip bán dẫn, họ cũng chiếm tới một nửa của cả thế giới, vân vân. Không những vậy, trong các ngành kinh tế khác, từ khai thác gỗ cho tới kim cương, đá quý, đủ mọi khoáng sản, thì top 10 luôn có tên nước Nga. Điều này đã vẽ ra một hiện thực, đó là việc cô lập Nga với cả thế giới đã là ước mơ quá xa vời. Và thực tế, họ đang phải cố lách những lệnh trừng phạt do chính mình đề ra để mà có thể mua hàng của Nga. Nói thật là nếu không có các lệnh cấm vận của phương Tây hiện nay, chúng ta có lẽ sẽ không thể biết Nga quan trọng thế nào với thế giới.
trong hơn 10 năm xây dựng lại nền kinh tế sản xuất. Rất nhiều người đã cho rằng đó là một nỗ lực vô ích, cho tới khi những đòn giáng trả của Nga được tung ra. Từ đại dịch Covid-19 đến cấm vận hiện nay, có một thời gian người ta đã cho rằng nước Nga sẽ lâm vào tình trạng thiếu hàng hóa dân dụng nghiêm trọng do không thể sản xuất được. Vậy nhưng sau đó thì sao? Nền kinh tế của nước Nga không hề bị rối loạn bởi sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu khi Covid-19 bùng nổ, và họ thì cũng không bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận ngược lại khi các lệnh cấm vận này được đẩy tới mức đỉnh điểm, và thực chất là cũng chẳng còn gì có thể hơn nữa, thì chúng ta mới chợt nhận ra rằng thế giới này không thể sống thiếu Nga. Thứ ba, đó là số tài sản nước ngoài của Nga đang bị đóng băng. Con số chính xác hiện nay là khoảng 300 tỷ đô đã bị giữ lại tại các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và cả Australia. Trong những tuyên bố vào cuối năm 2023, bà Nabiullina cho rằng đây là một vấn đề nhức nhối, thế nhưng bà cũng khẳng định rằng nước Nga sẽ không để mất số tài sản này. Về cơ bản thì Nga hiện nay đang không thể sử dụng nguồn dự trữ khổng lồ này, thế nhưng cũng không bị mất nó. Dù báo chí đã nhiều lần làm zoom beng về việc G7 sẽ dùng số tiền đó vào viện trợ và tái thiết Ukraine, vậy nhưng thực tế điều này thì gần như sẽ không thể xảy ra. Lý do là vì hiện nay không có bất kỳ một đạo luật chính thức nào cho phép họ làm điều đó, trừ khi họ muốn xé luật pháp và chơi luật rừng. Vậy nhưng ngay cả trong trường hợp đó, nước Nga cũng sẽ không ngồi im. Việc 300 tỷ đô tài sản của Nga bị đóng băng thì ai cũng biết rồi. Vậy nhưng có một sự thật ít được báo chí nhắc tới, đó là Nga cũng đang nắm trong tay khối tài sản lên tới 288 tỷ đô của châu Âu bên trong nước mình. Sao cơ? Tại sao lại có thể nhiều tới như vậy nhỉ? Có một sự thật mà ít ai biết rằng, đó là trong 2 năm đánh nhau sứt đầu mẻ trán và có tới hơn 17.500 lệnh trừng phạt cấm vận với Nga, thì công ty dầu mỏ lớn nhất của Anh là BP vẫn đang sở hữu 11% cổ phần của tập đoàn Rosneft, công ty dầu khí lớn nhất của Nga, và hàng tỷ đô la cổ tức nữa từ các hoạt động của công ty này. Và BP thì lại không phải là đơn vị duy nhất. Các tài sản của châu Âu ở Nga chủ yếu là nhà xưởng, công ty và cổ phiếu, những thứ đang kiếm tiền cho công ty mẹ. Ví dụ như hiện nay, 5 nhà đầu tư của EU lớn nhất bao gồm đảo Síp 98,3 tỷ đô, Hà Lan 50,1 tỷ đô, Đức 17,3 tỷ đô, Pháp 16,6 tỷ đô và Italia 12,9 tỷ đô. Ngoài ra thì Anh và Thụy Sĩ cũng đang có một khối tài sản lớn lên tới hàng chục tỷ đô la tại Nga. Ngay cả Mỹ thì con số này cũng lên tới 9,6 tỷ đô. Khi các cuộc họp của G7 được bắt đầu để bàn về số tài sản 300 tỷ đô của Nga đang bị đóng băng, thì chỉ vài giờ sau đó, tờ RFI đã đưa tin rằng Nga sẽ tịch thu lại tài sản của EU, G7, Australia và cả Thụy Sĩ tại nền kinh tế Nga, tổng cộng là 288 tỷ đô nếu các nước phương Tây thu tài sản của Nga. Và trong khi G7 và EU đang bàn tới bàn lui, thì Nga đã ra tay trước. Tháng 7 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp đặt quyền kiểm soát tạm thời của nước Nga với cổ phần nước ngoài của các ông lớn. Ngay sau đó, hơn 83 triệu cổ phiếu Danone Russia thuộc sở hữu của Faroese Latil Fry East Europe đã được chuyển giao kiểm soát cho nhà nước. Hoạt động kinh doanh của Danone tại Nga gồm có 13 nhà máy, 7.200 nhân viên và chiếm 5% của doanh thu toàn cầu hàng năm, khoảng 27 tỷ đô la của công ty thực phẩm Pháp. Các bạn đã hiểu tại sao G7, EU mãi chưa dám đi tới thống nhất rồi đấy. Luật pháp không được, mà luật rừng thì lại càng không. Mà như người ta thì vẫn hay nói rằng, trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Liệu Ukraine có đáng để họ đánh đổi vị thế, uy tín và 288 tỷ đô tài sản của mình hay không? Mình nghĩ là các bạn đã tự có câu trả lời rồi đấy. Và rồi kết quả sau đó, trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 2 năm 2024, cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính của G7 và G20 đã đi tới một kết quả cuối cùng. Tờ Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết các động thái tương tự như sử dụng tài sản bị đóng băng cần tuân thủ luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của các thành viên G20, trong đó thì gồm cả Nga và Trung Quốc, cũng như các nước không phải đồng minh của Mỹ. Hay nói trắng ra là chẳng có biện pháp nào cả để tịch thu khối tài sản của Nga. Cả ba lớp chốt chặn được bà Elvira
Nabiullina thiết kế một cách vô cùng chặt chẽ trong nhiều năm, đã giúp nước Nga vượt qua những viễn cảnh tận thế tối tăm nhất và vẫn phát triển trong nghịch cảnh. Trong suốt hơn 10 năm chèo lái con thuyền kinh tế Nga, bà không có nhiều đất diễn trước truyền thông như Medvedev, cũng không được cả thế giới ca ngợi như Putin. Thế nhưng bà là một anh hùng thầm lặng của nước Nga. Hay như người ta vẫn nói rằng, đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng trong trường hợp này, đó là cả một đất nước.